trời, quá trời ngon rồi. Dành tất cả thanh xuân để ăn ô bánh mì trường giang. Đây là bánh mì cho mấy em. Mà nay ăn đâu ăn được đúng không nha? Không. Ủa làm những em ăn thấy hồn quá. Cay tới bao lâu ạ? Vất vả quá. Ủa ai nấu gì trong kia vậy? Cái đó là đồ ăn riêng của anh đó, anh không được ăn đồ giống tụi em. Cái này ngon nè. Cái này em không được chép. Cái này là cái gì vậy? Ớt. Ớt xào. Mứt ớt. Mứt ớt. Rất là ngon, cái mứt ớt xào 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 còn ngọt hơn. Và quan trọng là cái này nè. Cái này nước coi chưa? Sốt thần thánh của anh Trường Giang. Anh Giang là chuyên về những nước sốt. Mà anh chưa ra quán mì đúng không? Anh ra tự tìm bánh mì chưa? Chưa. Anh ra đi quả cho công thức ra trước. Hả? Này tập trung lần. Đây là bữa thứ hai mình được ăn các bạn ạ. Ghê thiệt. Đây là bánh mì hả anh? Nhưng em chưa thấy ổ bánh mì nào. Đang nướng, đang nướng. À, nó chuẩn bị mang cả cái lò nướng cái đây luôn hả anh? Ôi, bánh mì. Hai cái là đây, đây có cái này. Gần như cái nhà hàng nằm có nhang cũng qua rồi. Tình quá mà người ta. Tại vì tốt ở dưới bà này em buông xuống em khai trương luôn. Buông ca không xuống được. Có, không có. Điên rồi. Anh khai trương. Trời ơi. Có quay lại, có quay lại. Có quay lại, có quay lại. Chúng ta có ổ bánh mì ăn được rồi. Cảm ơn mẹ Hương. Mẹ Phượng, mẹ Hương là mẹ nào? Cái là mẹ Phượng. Mẹ Phượng nên đóng cái bụng tái không? Mẹ Hương là mẹ Phượng. Mấy quay em xong. Trời đất ơi. Anh còn mẹ qua trên đó. Trời ơi. Đây cứ mẹ em vô đây cho em mua bánh mì đó. Anh đặt ở trong tao ba phải không? Trời ơi, nước nước. Giờ anh mua cho anh nè bé. Cuộc đời tôi sinh ra chỉ để ăn ổ mì thì thôi. Ở trong này có ớt sạch tế nè. Nó giống có bánh mì nó cũng vậy à. Tôi cảm thấy là nó khác mấy cái bánh mì khác. Tại vì nó có chả ngoại trừ chả cái thứ. Nhưng mà bởi vì cái sốt thường ở trong những quán bánh mì khác là sẽ cho tôi ớt vô. Nhưng mà ở đây là cái sốt sạch tế mà tự làm. Nó chua chua ngọt ngọt. Nó hơi thơm thơm mà cay cay thôi, nhẹ nhẹ thôi à. Nhưng mà tôi bắt đầu thấy cay quá rồi chứ bạn ấy tham ăn tôi xin hơi nhiều. Mì quảng tôm thịt xíu ngon lắm. Wow. Đây đây là mấy đứa em ít khi nào nó trả tiền nó ăn chực đó. Gương mặt nổi trội trong làng ăn chực gồm có Mu Ca. Ngại quá nhưng mà phải ăn. Ê, thôi nhưng mà nó người ăn chực mà nhiều dữ chứ không phải là em. Thả Như. Thả Như. Trời ơi. Kìa tới rồi kìa. Đã như nó qua quán bò nó ăn có 5 dĩa chứ mấy. Nó hồi gan ngẫm rồi stack được đó. Bạn có trả tiền không anh? Không ạ, à, không ạ. Đúng rồi, cái mèo này. Đây em làm cho mèo. Đã như là con thứ nhất á, đi nước ngoài tao phải nấu cơm cho nó ăn. Trời ơi, tao không bao giờ được cái diễm phúc đó nha Như. Anh Giang hả, à, sáng thức dậy là bật dậy là nấu cơm em. Ngon quá quý vị ơi. Nấu cơm, tối nấu cơm. Em biết cái ớt này nè. Đúng rồi, ớt xào á. Không công bằng thì tao là phải nấu cơm cho anh Giang ăn. Vậy hả? Tại chị giỏi. Bỏ rau vô. Có chồng chị làm vợ làm mẹ rồi. Con đi. Bỏ rau vô. Có lẽ làm mẹ là phải đủ la vậy. Ăn cho ăn mà la quá la vậy. Đổ vào. Ủa sao cái rau này là. Em thích ăn cái rau sao? Cái rau ăn nghe lại đi. Con có thích ăn cái rau này. Không thích cũng phải ăn. Ủa cho ăn mà như cô trong chùa Phú giáo vậy. Rồi chọn nó đi ạ. Làm kiếm tiền nhiều để mở mì quảng rồi đem cho mấy em nó ăn. Mình ăn rau luộc. Còn mình ăn rau luộc. Cuộc sống giờ nó như vậy đó. Tôm. Hai biểu làm anh. Hết nước. Sống đâu lương trước điều gì? Hết hết. Của gì vậy? Nhà đổ cho mình. À, em ăn mì gà hả? Dạ, của anh. Em cũng biết. À thì tao đi tao gọi mì gà nè. Nó không biết gì đâu, cho nó ăn là được rồi chứ nó không biết nó ăn cái gì. Coi rau á. Rất giờ hỏi cộng hành với cộng hạ nó còn không biết nữa mà. Sao em không biết? Biết à? Biết chứ anh. Biết hết luôn hả? Hôm nay cộng giá đúng không anh? Hôm nay cộng giá đúng không anh? Ăn đi. Ăn đi. Ăn con. Ăn phở bé. Dạ dạ. Tô thứ hai. Có tô thứ hai rồi. Cái này của anh rồi. Anh ăn mấy tô anh? Được, được rồi. Được không? Ừ. Đây là chế độ không ăn rau phải không? Nhìn là biết rồi cô à. Ăn rau vô.
Trời ơi, tính đi du lịch với bạn trai gái là ai gì? Dạ không. Đây là anh Giang đại cả đoàn. Anh Giang. Cô bự với anh. Bà bà. Cái này bánh lọt, cái này gọi là bánh lọt đúng không? Bánh lọt. Cái này là xương sáo. Cái này nước đá. Cái này nước dừa. Bò hấp nốt. Cái này là đông xương. Đang mệt ăn một cái sảng khoái thơ thật. Nó thấm đượm tình quê hương trong từng cái giọt. Dừa, dừa, đốt dừa, dừa, nước cốt dừa. Không có. À, nãy rồi vô. Vô. Ôi trời ơi, cái bự vậy hả? Bác máy. U là trời à, cái nhà ngon lắm. Ai ta? Wow. Chạy đi, chớ nghĩ suy, bằng sức mạnh bay chi. Chạy đi, lo lắng gì, để em vượt qua tất cả. Chạy đi, cố lên nào, giành lấy chiến thắng cuối cùng. Bên nhau ta chinh phục thế giới, dù bao được nhận ta phát mỉm cười. Bạn tôi xem không đâu con trông bé bé, nhưng không sao đâu ta hãy cố gắng nhé nhé. Nếu bên kia quá ghen thì mình tìm được né né, rồi mình cùng bay trò để thắng luôn cho em về.